Chào các bạn, bữa nay Amy mở business là bán bánh ở ngay công viên cái khu của mình ở. nha. Nguyên cái khu này bữa nay nó quảng cáo là ai muốn bán gì bán. Năm mấy năm trước Amy cũng có bán nên ra đây chơi cho vui. Amy mấy bữa nay làm bánh mấy ngày liên tiếp luôn để làm ra những cái bánh này. Bánh này là bánh macarons, Bánh này là bánh là Pháp. bánh tráng miệng của Pháp. Thường thường đó là Pháp họ ăn mấy cái này với lại uống trà. Nó có nhiều màu sắc với lại nhân. Em thì cũng có hai ba loại nhân gì đó, Năm loại. năm loại nhân luôn. Xong rồi em thì còn làm hình nữa nè. Xong rồi bữa nay còn bán cookie nữa. Bán chơi vui. Cái này gọi là cái gì à? Giúp giúp vui cho cộng đồng. Ngày thứ bảy không có chuyện làm rảnh. Các bạn nhìn bánh của em làm đẹp không? Em mà bán bao nhiêu một cái? Mỗi cái hộp này là 6 cái, mỗi hộp là 12 đồng. Nhưng cái loại bánh này rất là mắc tại vì nó làm rất là khó. Mỗi khi làm để nó có những cái mà em không biết anh có thể thấy không, giống như những cái chân mà nó nở lên giống gì là Phải một lại cái nghệ gần mới thuật được. thành ra nhiều người không có làm được, thành ra khi mà bán cái bánh này họ bán mắc lắm. Thường thường có nhiều chỗ bán tới 3 đồng một cái đó. Amy đã dày công nghiên cứu cái này mấy năm trời rồi mới làm thành cái bánh này. Wow, mấy năm. Có kinh nghiệm mấy năm? cũng chắc là mấy năm đúng không? Tí nữa anh hay đi vòng vòng anh quay cái khu này á, bữa nay nó có nhiều thứ, có nhiều người lại bán những cái đồ mà không có dùng nữa bên Mỹ này. Ở đây á là cái khu hồ nè, nó có hồ xong rồi cái người ta chơi xong rồi có cái đường đi bộ xong rồi có những cái xích đu rồi cho con nít nó chơi. Hello. Em mì để sẵn sàng đây, em mì còn cắt để cho ho bà con thử nữa. Mặt trời lên rồi, đỡ rồi. Em định là cho anh sample nhưng mà em nghĩ là thôi khỏi ha. Thôi để cho người ta ăn đi, mình ăn thử hoài rồi em mình làm hoài. Lúc trước còn phải mua của em mình Thì nữa. đó, em nói là em định nói là bữa nay em phải mua của em. Mua mới ăn được. Thì chờ chút đi, sẽ mua một hộp của em mình. Có người khác người ta mở hàng rồi, mình đâu cần phải mở hàng. Dạ, món này có người mở hàng rồi. Làm mấy cái này để sẵn để cho bà con sample. Cái này là cho ăn thử, thấy ngon rồi mới mua tiếp phải không? Em thì còn có cookie nữa nè. Cookie này là của em thì tự làm. Cookie với lại đậu phộng hả? Peanut butter Yeah, cookie với là chocolate. chocolate. Cái khu của mình ở bữa nay họ tổ chức là ai muốn bán bánh, bán quà lưu niệm thì bán. Xong rồi nhà nào mà hứng thì có thể bán, nó gọi là một cái garage sale, là coi như là bán đồ ở trong nhà đó, để trước trước nhà xong rồi người ta tới trả tiền mặt, có thể trả giá nữa. Mấy cái món có thể 50 xe 1 đồng, 5 10 đồng gì đó. Họ để bảng đầy lên, hồi mình rảnh mình quay cho các bạn coi. Họ vui lắm, ở đây họ bữa nay sẽ đông xe lắm, người ta sẽ đi tới, người ta đậu ngoài đường, người ta tới, người ta mua vài món xong rồi người ta tới những chỗ khác nữa. Không phải nhà nào cũng làm, cách 2 3 5 6 cái gì đó mới có một nhà, mà khu này cũng lớn lắm, chắc cũng có 10 trên 10 nhà, mười mấy 20 nhà về làm, mà cách cách nhau xa xa nên nó đi bộ chứ không có được. Nếu có thời gian đó, mình lái xe mình quay cho các bạn coi cảnh tượng mua bán carousel bên Mỹ nó ra sao. Bây giờ mình chạy về nhà lấy chút đồ thôi, nhân dịp này quay một cái video trên đường này cho các bạn thấy cái cảnh này.
bữa nay thấy cũng vui vui, là một năm á, hình như là hai lần họ tổ chức á, mùa xuân với lại mùa mùa thu, bây giờ là mùa thu rồi nên tổ chức cái này. Cái này coi như là vừa bán vừa cho vậy, họ bán rẻ lắm, giống như là giá gốc đi mua là cỡ khoảng 10-20 đô, bây giờ bán 50 cent 1 đô à, như là bên phía bên đây cũng có một chỗ họ đang bán nữa. Các bạn thấy không đó? Có cái liều màu hồng đó. Xe họ đậu đầy hết rồi. Cái khu của mình ở cũng nhiều đường lắm, khu này cũng cũ rồi, mình mua nhà khu này có 10 năm rồi nên bây giờ là khu này cũng là mười mấy, chắc tính chắc cũng là 15 năm. Ở đây nhà thường thường, cái nhà bình thường là 3 phòng không có lầu, xong rồi xen kẽ những nhà nào á có lầu thì là 4 phòng hay là 5 phòng, thậm chí có một cái nhà lớn nhất cái khu này á, mình lúc trước mình vô đây mình có coi á là khoảng 6 phòng. Xe vô thôi đó, các bạn thấy không, ở phía bên đây đó họ cũng dọn ra nè, họ bán. Bây giờ mới sáng sớm thôi, chưa có, mình nghĩ càng về trưa, bây giờ cũng hơi lạnh một chút, càng về trưa sẽ càng nhiều người ra. Nói chung là cách khoảng 5-6 nhà thì là có một cái chỗ họ bán. Sao cái khu này là coi như là một cái khu gọi là bình dân thôi. Những thành phố ở nước Mỹ này, nhất là Texas này, khu nhà nào nói chung nó cũng giống giống như những cái khu này của mình. Còn mấy cái nhà khu nhà khác mà nó gọi là custom home á, là những cái nhà mà họ mua đất xong rồi mua bản vẽ của nhà, những cái nhà mà thiết kế nhà kiến trúc sư á, thì là nó mắc hơn. Những cái khu này á, thì bạn có thể lựa chọn những cái kiểu mà ít lắm, nói chung là ít lựa chọn nên nó
giá nó vừa hơn. Xóm của mình là nhà ở đây nó giống như mình đang quay phim mà phải ngừng lại nói chuyện với Amy. Amy thông báo tin vui là bữa nay có khách mở hàng rồi, cũng vui bán được bánh nè. Bây giờ mới 9 giờ sáng à. Trời bữa nay hơi lạnh đó. Tháng 11 rồi, ở Texas này là 50 mấy độ F của Mỹ. Ở đây các bạn có thấy không, để bảng đó, để bảng garage sale đầy hết. Để mình đi một vòng cho các bạn coi luôn. Qua cái đường này là mình thấy nhiều nè, xong mình phải thẳng tới cái đường này là cái đường tới trường học khác lên luôn đó. Các bạn thấy không, người ta đi đậu xe ngoài đường. Đậu xe đầy ngoài đường hết để mà mua. Sao mình mua cái này đó, gắn cái trên xe này nè để mà coi cái bản đồ đó, mà bây giờ mình tận dụng xài nó để quay video. Các bạn thấy không, có rung được, có thấy rõ không? Mình không biết, lần đầu tiên mình sử dụng nó. Đây cái trường này, trường cái lần đây, mỗi ngày mình đều đưa cái lần đi học tới chỗ này, sẵn quay cái chỗ này là làm kỷ niệm luôn. Mấy chục năm sau mình nhìn tới sẽ nhớ, Kevin sẽ nhớ trường học của Kevin. Như trường học của mình cũng đâu có nhớ nó ra sao đâu. Cái này là trường học, tiểu học của Kevin nè. Mấy cái chỗ này là xe đậu để mà cho mấy con em đi ra sáng sớm khi mà đi học. Đường này mà sáng sớm đi học là đông xe lắm, xe nối đuôi nhau để mà chở con đi học. Nói các bạn thấy không, bên đây cũng họ cũng bán trước nhà nè. Bên phải này đó có một cái chỗ thấy xe nó tới cũng đông đó, mấy cái xe này đậu ngoài đường như là người ta tới là mua không đó, các bạn thấy không đó, họ bán đầy hết ở ngoài đường đó cho đậu xe.
ta không có đi bộ, người ta lái xe tới, người ta đậu trước nhà đó, xong người ta tới, người ta coi, người ta mua chút đồ, xong rồi người ta sẽ đi tiếp, giống như mình đang đi tìm chỗ. Khu này cũng vui lắm, họ làm cái này chắc năm nay ít hơn chứ năm rồi là hay là chạy sáng sớm 9 giờ sáng chưa đâu, có thể người ta tới trưa trưa, tại cái này nguyên cái ngày luôn mà. Nguyên cái ngày này họ tổ chức giấc tối là ăn barbecue, cho ăn barbecue xong rồi chiếu phim coi ngoài đường nữa. Khu này cũng yên tĩnh nên mình ở đây mình cũng thích. Tính ra là đi bộ chỗ này đó để mà quay cho các bạn coi, nhưng mà chắc là đi bộ không nổi đâu, nhà nó xa xa không à. Nên mình nghĩ là cái cách nhảy lên xe quay một vòng cho các bạn coi. Nhưng mà thấy cũng không rõ đó, các bạn thấy bên trái không, cũng có cái chỗ họ bán. Chỗ này là đông, đông xe quá trời, xe họ ngừng tới họ mua. Đó, bên đây cũng có một chỗ nè, các bạn thấy không, phía bên phải á. Chỗ hồ bơi mà Amy tới để mà bán bánh rồi. Tới đây mình đừng video một chút, mình quay cảnh tượng Amy coi bán bánh là sao. Amy thấy cái chỗ kia địa lý địa hình không tốt nên bây giờ dọn bàn qua đây. Qua đây là cái để mình quay cho các bạn coi. Ngay cái góc, ngay góc đường à, hả, bên kia. Bên kia có những người ta mua garage sale đó, ngay cái góc đường có nhiều xe đi qua lại. Được lên luôn, hai cái lên. We just had three people come to the stall, so there was three people plus two other people plus two other people. Nói tiếng Việt đi. I don't know Vietnamese. Chào cả nhà. I don't know Vietnamese. Nó bán được bao nhiêu cái, bán nhiều không, bán ít hay bán nhiều? Saying. I said seven people just came to the thing at once. Okay. Thank you. Gần hết rồi. Mới bán 18 hộp mà giờ còn lại 5 hộp mà em phải làm thêm 2 hộp nữa là 20 hộp, bây giờ còn 5 hộp. We only have 3 cookies. Oh, Amy nói rồi, giờ bao nhiêu hộp? Hồi sáng là 20 hộp mà giờ bán còn có 5 hộp. We only have 3 cookies left. 3 cookies hả? Còn có 3 cái cookie, 48. Thôi để cho anh ăn. 48 cái, giờ còn 3 cái. Linh đi chạy trốn à? Nguyên gia đình bữa nay ra ủng hộ em mày à? Em mày ráng bán hết mới về được về nhà phải không? Vậy thôi, tới video tới đây thôi cũng chấm dứt đi. Cũng không biết quay cái gì, bị quay sáng nhớ không, quay em mày bán nguyên đầy các bạn, bữa nay bán cũng được, không có đắt quá lắm, nhưng mà lâu lâu cũng có người ghé bán mua phải không. Nghe nói là hồi nãy hình như có cái ông nào ông nói ngon quá, ông trở lại ông mua nữa. Ông mua 6 cái rồi xong rồi ông vô xe ông ăn, cái ông thấy ngon quá ông trở lại ông mua 12 cái nữa. Thì sao thì cái chỗ này cũng được, hình như người ta thấy hả, người ta có quẹo vô, người ta quẹo vô người ta mua. Em bưng lên sample. Ok thôi em, khé lên, bye khé lên, khé lên, khé lên, bye đi hả? Bye. Khé lên bây giờ cao mà ông ơi, cứ khé lên đứng đó quay cái cho mọi người coi khé lên bây giờ nè. Khé lên, bye. Bye đi. Bye. Bye. Okay. Bye.
Rồi mọi người bye. Mai mốt có thể mình sẽ dẫn các bạn đi coi nai. Có một bữa đó mua nguyên một bọc đồ ăn cho nai là bắp á. Bắp khô á mà chưa có dịp đi. Em ơi. Bữa nào dẫn bà con đi cho nai ăn quay nguyên đàn nai ha. Ok, bye bye.